Đến ngày thứ hai của thử thách, Chris bắt đầu buổi sáng với vài quả việt quất. Đến giờ anh ấy vẫn chưa xác định các hướng. Anh chỉ biết là hôm nay là ngày thứ hai. Với thức ăn từ quả việt quất, chắc chắn sẽ không đủ năng lượng để các cơ quan trong cơ thể có thể làm việc. Chính vì thế kế hoạch của ngày hôm nay sẽ là câu cá. Nhưng trước hết cần tìm mồi câu. Sau đó anh phát hiện hai cây nấm to. Với sự hiểu biết hạn hẹp, anh ấy đã không chắc có thể ăn được, nên tốt nhất là tránh xa chúng. Để tìm mồi câu, Fritz đã đến những cây gỗ mục nát. May mắn là anh cũng tìm được một và con côn trùng to béo. Bây giờ chỉ cần tìm cần câu là có thể thử vận may. Cảnh quay chuyển đến Fabio. Chào buổi sáng tuyệt vời ngày thứ hai. Thật là một đêm không diễn tả được. Tôi thực sự đã ngủ được. Anh ấy nói rằng bản thân không bị lạnh. Đối với Fabio, việc lưu trữ củi rất cần thiết. Bởi khi trời mưa, thì sẽ rất khó có được đám cháy trong đêm lạnh. Bên này, Chris gặp phải một vấn đề khó khăn. Chiếc túi ngủ của anh ấy bị thấm nước mưa. Mang ra tảng đá và mong rằng tối nay có thể sử dụng được. Còn Martin thức dậy ăn sáng với một lon quả việt quất. Ra bờ hồ đánh răng rửa mặt. Thời tiết lúc này lại có mưa phùn xuất hiện. Rất may là không đủ để làm tắt ngọn lửa. Sau đó anh ấy bắt đầu chế tạo dụng cụ câu cá. Đi ra bờ một lần nữa. Trước khi thực hiện việc câu cá lại tình cờ nhặt được vài con cá. Martin đoán rằng có lẽ là do sóng giạt vào và đưa chúng lên bờ. Đây rõ ràng là một nguồn protein trời ban cho anh. Nhưng với số lượng ít ỏi này thật sự sẽ không đủ. Vì thế cũng cần phải đi câu. Nhẹ nhàng thả lưỡi câu ở vùng trũng gần đó. Không hiểu tại sao chỗ này nước lại đen như vậy. Mong rằng sẽ có cá ở đây. Đứng một hồi, có lẽ hy vọng vẫn là hy vọng. Có vẻ như đành phải đi hái quả việt quất lần nữa. Bomel bên này rất vui sau khi qua được một ngày đầu tiên. Anh ấy nằm trên chiếc võng và cảm thấy khá ổn. Mặc dù đêm qua trời có đổ mưa, nhưng anh ấy không cần phải đốt lửa. Quay lại với anh chàng Fritz. Anh ấy chọn một vị trí rồi thả cần câu, sau đó ở trên cố định bằng một hòn đá. Dự định sẽ làm thêm hai cái nữa. Như vậy xác suất nhận được protein sẽ cao hơn nhiều. Trong lúc chờ đợi cũng không quên xả lũ. Nhận xét qua màu sắc có vẻ tình hình rất ổn. Còn con sâu này không biết đã bò lên áo từ khi nào. Để không làm gián đoạn cuộc dạo chơi của bé sâu. Anh ấy cũng đã thả cho nó về với tự nhiên. Hãy tiếp tục dạo chơi đi anh bạn. Tôi còn phải đi câu cá. Martin sau một lúc, anh ấy cũng đã câu được một con cá. Màu sắc của nó cũng tương tự như màu nước đen. Anh ấy cho rằng lựa chọn chỗ này thật chính xác. Mặc dù mồi câu chưa phải là chất lượng lắm, nhưng anh vẫn có thể câu được cá. Lần giật cần câu tiếp theo lại bắt được thêm một con. Hai con cá này gần như có kích thước bằng nhau. Thêm một con nữa, thì đó sẽ là một bữa ăn ngon. Như vậy anh ấy đã trở thành người đầu câu cá thành công. Còn Chris, anh ấy lúc này vẫn còn đang hân hoan với việc ăn quả mọng. Fabio cũng vậy, anh ấy đã hái được một giỏ tự chế. Quay lại với các cần câu của Fritz, dường như dây câu đã có chuyển động. Để xem anh ấy có câu được cá không. Cái thứ nhất trống rỗng. Thứ hai cũng tương tự, nhưng ít ra mồi vẫn còn trên đó. Cái cần câu cuối cùng cũng đã có thu hoạch. Đây cũng là một con cá có kích cỡ nhỏ. Nhưng cũng được xem là thành quả đầu tiên sau những cố gắng và chờ đợi. Làm sạch con cá ngay tại chỗ. Cầm lên ước chừng trọng lượng, khoảng chừng 80g. Mặc dù ít nhưng tốt hơn là không có gì. Sau đó anh ấy nhóm lửa. Xiên cá và đặt lên trên đó. Mùi thịt cá dần chín, mùi thơm lan tỏa. Thịt ngon đơn giản không cần gia vị nào. Bóc một miếng nhỏ và tận hưởng. Thịt cá ngon ngọt đến mức xém phải ăn luôn khúc cây. Ngay cả xương tất nhiên là không thể bỏ. Nếu ở nhà anh sẽ tráng miệng sau bữa ăn là một cốc cà phê.
Ở đây anh tạm thời dùng với một vài quả việt quất để thay thế. Ăn no uống đủ, anh ấy tiếp tục khám phá khu vực xung quanh. Đi dọc ven bờ anh tìm thấy vài miếng gỗ. Anh đoán nó có thể được trôi dạt từ nơi khác đến đây. Có thể là những miếng gỗ từ cầu cá tra hai tầng của thỏ bảy màu, vẫn còn chắc chắn và có thể sử dụng được. Trên đó còn có vài cây đinh, chắc chắn sẽ rất hữu ích cho công việc sau này. Ngoài ra anh còn nhặt được một lưỡi câu cá. Còn có một chai nhựa. Còn đây có lẽ là mồi câu giả của ngư dân cũng trôi dạt vào đây. Với thứ này chắc chắn đi câu sẽ tốt hơn nhiều. Vài phút sau anh còn nhặt được một sợi dây khoảng 4 mét. Đúng là những vật dụng rất cần thiết trong nơi hoang dã. Đối với những người đang sống ở nền văn minh, những thứ này sẽ được coi như là rác. Nhưng đối với môi trường hoang dã, thì những vật này rõ ràng là một kho báu. Tổng hợp lại các vật dụng đã nhặt được, anh ấy rất vui mừng. Tuy nhiên làm việc thì đòi hỏi phải có năng lượng. Và giờ anh lại cảm thấy dần kiệt sức. Mong rằng lần thu hoạch sau sẽ có cá lớn cắn câu. Quay lại nơi ở của Fabio. Sau khi đi vệ sinh, để diệt khuẩn và làm sạch tay, anh ấy đã nghĩ đến dùng than và một ít lá rừng. Trà sát và rửa lại với nước. Qua quan sát thấy cũng sạch sẽ lắm. Còn Chris bên này không muốn vận động nữa, anh ấy muốn tiết kiệm năng lượng. Nhưng nằm như thế này không thể lướt TikTok hoặc YouTube thật sự cũng rất nhàm chán. Anh hỏi mọi người nếu ở đây 7 ngày mà không dùng điện thoại, bạn có thể chịu đựng được không? Để xóa những hình ảnh tiêu cực, anh bắt đầu tưởng tượng bản thân như đang được ở nhà. Nằm trên chiếc sofa và ăn pizza. Quay lại phía Martin. Anh ấy cũng đã bố trí thêm 3 cần câu nữa. Cơn mưa nhỏ cũng đã bắt đầu xuất hiện. Anh nghĩ bây giờ cần phải chế biến đồ ăn ngay. Nếu mưa to thật sự sẽ rất khổ sở trong việc đốt lửa. Đơn giản là sẽ nướng chúng lên. Trong vòng vài phút là sẽ có thể ăn được. Sau khi nướng chín, anh đặt thức ăn trên một hòn đá. Gỡ bỏ xương chứ không như Fritz không muốn lãng phí thứ gì. Tận hưởng protein ngon ngọt từng chút. Và khá hài lòng với món ăn này. Tranh thủ thời tiết đẹp, anh ấy cũng chế tạo một ngọn giáo. Để phòng có thú dữ tấn công. Một mặt có thể phòng thủ, mặt khác có thể dùng để tìm kiếm thức ăn. Hôm nay tất cả các thí sinh sẽ được nhận một thử thách từ chương trình, yêu cầu họ làm một ngọn đuốc, sau đó sẽ bấm giờ xem khi nào ngọn đuốc sẽ tắt. Dựa vào phương pháp và thời gian, ekip sẽ chấm điểm cho họ. Bô mèo đã châm lửa cho ngọn đuốc và bắt đầu bấm giờ. Ngọn lửa bùng cháy cũng khá tốt. Chris bên này cũng thực hiện thử thách. Ngọn lửa của anh ấy bùng cháy rất dữ dội. Khói bốc lên cũng khá nhiều, có lẽ đêm nay sẽ không còn lo bị muỗi tấn công. Còn đây là ngọn đuốc của Chris. Hình dáng trông rất giống một chiếc cọc có thoa dầu trên đó. Và có vẻ như ngọn lửa hoạt động không được mạnh liệt. Martin cũng đã đốt xong ngọn đuốc của mình bên này. Thời gian cháy hình như chút khiêm tốn. Và đây chính là thời gian đốt lửa của các thí sinh.